Người hát tình ca, tiếng hát như ngân nga. Người hát tình ca, tiếng hát như bay xa. Người hát tình ca, ta du ta nồng nàn nhưng khúc ca vàng. Ký ức là một phần của đời sống và luôn hằng bết khó quên trong trí nhớ của mỗi người. Đó có thể là ký ức đau thương, có thể là ký ức hạnh phúc, cũng có thể chỉ là những ký ức nhạt nhòa thoáng qua. Và đêm nay, trên sân khấu Người Hát Tình Ca, những thí sinh sẽ đưa chúng ta trở về miền ký ức của một thời đã xa. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo khách mời, nam ca sĩ Khánh Phương. Khi mà Khánh Phương nhìn khuôn mặt của em và nghe tiếng hát của em thì tự nhiên Khánh Phương có đâu đó cảm thấy có cái sự xúc động ở đây. Khánh Phương cảm thấy là em biết chọn một cái bài và em có thể show diễn được những cái điểm mạnh của mình trong cái chất giọng của mình, đó là cái sự thông minh của người ca sĩ. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người dẫn chương trình, MC Nguyên Khang. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Hát Tình Ca mùa thứ bảy năm 2022. Quý vị thân mến, chương trình Người Hát Tình Ca do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty MT Picture thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Người Hát Tình Ca sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua những bản tình ca đi cùng năm tháng. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là miền ký ức. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời ngự trị trong tâm trạng, suy nghĩ và cảm xúc của mỗi một người. Có thể nói mỗi một người trải qua trong hành trình của cuộc đời mình sẽ có những ký ức khác nhau. Có thể sẽ là những ký ức vui, cũng có thể là những kỷ niệm buồn. Nhưng trên tất cả, đó chính là những gì mà mỗi một người của chúng ta có được trong hành trang mà họ đến với cuộc đời này, đến với cuộc sống này. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với phần thi tài của các bạn trong đêm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chào đón ba vị giám khảo của đêm nay. Xin được giới thiệu sự hiện diện của danh ca Ý Lan. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một cặp đôi giám khảo sẽ cùng xuất hiện với nhau. Xin giới thiệu giám khảo Vũ Quốc Việt và ca sĩ Khánh Phương. Xin được chào đón ba vị giám khảo của chúng ta. Mời ba vị về vị trí ạ. Thưa quý vị, với chủ đề miền ký ức hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với những nhạc phẩm quen thuộc, những bản tình ca lãng mạn và sẽ là phần thi tài của ba thí sinh trong đêm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện top ca của ba bạn. Phần này thì ban giám khảo của chúng tôi chỉ đưa ra những lời nhận xét và không chấm điểm. Phần tiếp theo sẽ là phần thi đơn của các bạn với những ca khúc các bạn tự lựa chọn thể hiện được thế mạnh của riêng mình. Thí sinh nào của chúng ta có số điểm cao nhất sẽ giành chiếc vé duy nhất bước tiếp vào vòng tiếp theo. Còn hai thí sinh còn lại sẽ chia tay với chúng ta và sẽ đến với vòng sing-off, có nghĩa là vòng lộ ngược dòng để giành một chiếc vé duy nhất dành cho những chiến binh, những thí sinh không may mắn của chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục top ca đầu tiên của đêm này. Sài Gòn ơi, ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi đời đẹp quá, đẹp quá. Chân bao ý thế, một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bông hôm nay sẽ không phai,
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nước sông vui tươi nói chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ơi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mới trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chân hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Wow. Xin chúc mừng ba bạn của chúng ta Thái Chi, Đức Thọ và Diệu Ly. Cảm ơn vũ đoàn MK. Cảm ơn các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Sài Gòn đẹp lắm với phần thể hiện của ba thí sinh. Lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Thái Chi, Đức Thọ và Diệu Ly. Vâng, khi nghe ba bạn trình bày trên sân khấu thì tôi chợt nhớ là trong cái đêm chung kết mở màn của Ý Lan, nhớ không ạ? Mình đã cùng nhau hát bài Sài Gòn đẹp lắm. Hôm đó là có Hồ Trung Dũng, có cô, có Nguyên Khang cùng với lại anh của Bức Việt nữa. Anh đã hát bài này, tinh thần cũng rất tươi mới, tưng bừng. Hôm nay thì nghe lại phần thể hiện này của các bạn trên sân khấu, của Ý Lan thấy thế nào? Cô thấy ba người này hình như là sung hơn tụi mình hồi đó đó. Thành ra hôm nay đó, cô thấy cái màn chào sân này của mình rất là hấp dẫn. Ba tiếng hát, ba màu sắc khác nhau. Thái Chi đúng là một cô gái Sài Gòn xưa kìa. Làm cho cô nhìn lại cái hình ảnh của mình thời xa xưa kia, dịu dàng với chiếc áo dài trên đường phố. Thời buổi này mà muốn tìm một chiếc áo dài dạo phố thì không có nhiều nữa, cho nên con rất đẹp. Tiếng hát của Thái Chi thì rất là đằm thắm. Tuy nhiên cô nghĩ là trong một cái bài hợp ca như thế này, chắc có lẽ Thái Chi phải bung tiếng hát của mình mạnh mẽ hơn một chút xíu nữa để cho nó hòa hợp với lại hai giọng hát kia. Thì cái màn đầu tiên Thái Chi sing và hát đằm thắm. Cảm ơn con. Dạ con cảm ơn con. Còn Đức Thọ thì lúc nào cũng tung tăng, tiếng hát rất là khỏe. Tuy nhiên cô phải nhắc Đức Thọ là lắm lúc có khi mình vui quá, mình tung tăng quá thì mình lại trở nên là mình hơi hong quá đó, thì mình bị phô quá đó, chênh cao nhiều lắm. Cho nên con để ý cái điều đó nhá. Diệu Ly, cô khen Diệu Ly rất nhiều. Ngoài hình dáng của một chiếc áo dài đỏ rực rỡ, Diệu Ly có một tiếng hát và giọng ngân, tất cả đều rất vang và bắt micro, rất là đẹp. Cô xin chúc mừng cho phần trình diễn đầu tiên của ba em. Xin cảm ơn dành cho Ý Lan. Nếu như mà Nguyên Khai nhớ không lầm thì cái đêm chung kết nó diễn ra cách đây cũng khoảng 2 năm. Thế thì hôm nay nhìn thấy các bạn trẻ với hình ảnh tươi tắn này, xin được hỏi anh Vũ Quốc Việt, anh có hoài niệm gì về tiết mục Sài Gòn đẹp lắm không ạ? Anh Việt phải nói là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đúng là bộ ba này mới làm cái bài hát này nó tươi lắm. Nó gợi nhớ lại cái hình ảnh ha, cái chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng rất là đẹp, tươi tắn vô cùng.
ba bạn vừa gửi đến chương trình khai diễn tối hôm nay của chương trình Người Hát Tình Ca rất là thành công. Chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin mời chia sẻ của nam ca sĩ Khánh Phương ạ. Về mặt kỹ thuật, về mặt giọng hát thì có thể là cô Y Lan và anh Vũ Việt thì cũng nói cũng đủ hết rồi. Khánh Phương sẽ không có ý kiến gì nhiều nữa vì ba bạn đều có những giọng hát rất là tốt và cái khả năng thể hiện rất là tự nhiên trên sân khấu. Nhưng mà bạn Thái Chi và cái kiểu tóc của em, rồi em đang mang một cái kính, kể cả cách hát của em thì cô ba Sài Gòn. Dạ đúng rồi, cô ba Sài Gòn, chính xác. Nói chung là em cho Khánh Phương cảm giác là cô gái Sài Gòn ngày xưa vẫn có một cái nét gì đó đầm thắm, dịu dàng. Còn Đức Thọ thì cho anh một cái cảm giác là một cái sự năng động của một chàng thanh niên Sài Gòn, rất là tươi tắn, trẻ trung và nhiều năng lượng. Diệu Ly thì cho anh thấy một cô gái Sài Gòn hiện đại, có nghĩa là thời bây giờ đó, có một chút phá cách, chút gì đó phóng khoáng. Và kể cả trong cái cách hát của em thì Khánh Phương cũng cảm thấy cái điều đó. Nói chung là mỗi người cho Khánh Phương một cái màu sắc trong cái ca khúc này và kể cả một cái mường tượng về những cái con người Sài Gòn của mình. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều, phần diễn rất tuyệt vời. Cảm ơn ca sĩ Khánh Phương. Một lần nữa xin được chúc mừng ba bạn của chúng ta với tiết mục mở màn rất là dễ thương. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, sinh thời thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tự nhận mình là một người hát rong đi qua cuộc đời này để nói lên những linh cảm về những giấc mơ đời hư ảo. Giấc mơ đời hư ảo ấy được ông thể hiện qua một trong những sáng tác nổi tiếng của mình, ca khúc Sống Về Đâu, để ước mong xóa đi những hận thù của một kiếp người với những ca từ vô cùng đặc biệt và mang tính chất trừu tượng nhưng đầy cảm xúc. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng đến với ca khúc Sống Về Đâu với phần thể hiện của thí sinh Đức Thọ. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu chốn nào, mây phủ chiêm bao cạn suối nguồn bồn bề nương dâu, ta tìm em nơi đâu. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã giữa tim người. Biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Giấc ngủ nào, giường chiếu quạnh hiu, trăng mờ quê cũ. Đừng chờ trong ấy trái tim buồn.
Xin được chúc mừng Đức Thọ. Cảm ơn các bạn của vũ đoàn MK. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Sống Về Đâu. Và rõ ràng sống ở đây thì không êm ả, nó dữ dội, nó cồn cào và nó đầy cảm xúc. Anh nhìn thấy nó dữ dội lắm. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ba vị giám khảo cùng với 100 quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Thời gian của quý vị bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đối với những câu chuyện mà bắt đầu từ sóng dữ dội và dịu êm, ồn ào và gào thét, chúng ta nên bắt đầu với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt trước. Xin mời anh chia sẻ phần nhận xét của mình cho tiết mục này. Wow, con sóng của em táo bạo thật. Phải nói rằng những con sóng dữ mùa từ tháng 10 trở đi ở dãy biển miền Trung, lúc nào nó cũng dồn dập, dữ dội, dằn xéo. Cho nên anh không thấy được lúc nào sóng nó có êm ả. Nó phải một tí xíu êm ả vỗ bờ rồi nó mới dồn dập vỗ. Nhưng mà em vô là em vỗ liền. Em vỗ giống như những cơn mưa bão ngoài miền Trung mà tuổi thơ anh đã gánh chịu vậy đó. Thọ chưa có cảm nhận được cái nhạc phối của bài hát này. Bài hát này thì là điệu 6-8, là xì lụa rock là chính xác rồi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết tiết tấu đó. Nhưng mà nhạc sĩ hòa âm á, người ta muốn hòa âm bài hát này theo cái điệu blues ra. Tức là nó phải kịch tính và nó lẳng lơ, nó điềm tĩnh. Xong rồi đến đoạn cao trào em phải dữ dội. Có nghĩa là có nhiều lúc mà em phải luyến lấy, em gào thét. Nhưng có nhiều lúc em phải nhẹ nhàng xuống để cho người ta cảm nhận được những cái sâu lắng và những cái cao trào. Anh nghĩ là thời gian tập của em với cái bài phối âm này á, nó chưa nhiều, cho nên là em chưa có cảm nhận hết. Chứ thật sự bài hòa âm này rất là hay. Nhất là cái đoạn gian tấu và những đoạn cao trào á, phải nói rằng cái người nhạc sĩ hòa âm rất là nhọc công cho cái phối âm này. Giữa cái giọng hát em với cái bài phối nó chưa hòa quyện vào nhau, nên anh cảm giác là lúc nào nó cũng bị đẩy lên cao trào á, nó bị vang vang là hoài á, nó cũng hơi bị nhàm một tí xíu. Phải chi có một đoạn nào đó nó trở thành êm dịu, lắng xuống để cho nó có gọi là có những cái đoạn bỏ nhỏ đó em, thì người ta cảm thấy rợn da gà hơn. Cảm ơn Đức Thọ rất là nhiều về tiết mục rồi. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của ca sĩ Khánh Phương. Vâng, xin mời anh. Không biết là anh Việt nói như vậy thì em có hình dung ra cái ý đồ mà anh Việt muốn truyền tài thêm hay chưa? Giống như là anh dùng hình tượng hơi nhiều là sóng, nhưng mà riêng bản thân Khánh Phương với tư cách là một người ca sĩ kiểu nghe cái bài của em xử lý á, thì Khánh Phương chỉ cảm thấy là em hát bài này hơi bị đều. Có nghĩa là lúc nào cái gam giọng, cái cường độ và cái hồn cũng như là tiết tấu, tất cả mọi chỗ em hát nó như nhau hết. Em phải hiểu là nhạc của bác Trịnh Công Sơn là một cái âm thư âm nhạc cực kỳ là khoa học, bác học và rất là bí ẩn. Thì cho nên là Khánh Phương nghĩ là nếu như cái bài này, ví dụ như em xử lý, ví dụ như biển sóng đừng xô nhau. Đó, có như lúc em vậy. Còn em thì lúc nào biển sóng đừng xô nhau. Thì ý là lúc nào em cũng căng như vậy thì em sẽ không tạo được cái điểm nhấn, hoặc là em không tạo được nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả khi người ta nghe. Nếu như em có thể gọi là biến hóa hơn trong cái ca khúc này, có lúc em mạnh mẽ lên và có lúc em nhanh, có lúc em chậm, thì Khánh Phương nghĩ là bài này sẽ là một cái bài rất là hay. Đó, bởi vì như anh Việt cũng đã nói là cái bản hòa âm của ca khúc này rất là tuyệt vời rồi. Thêm nữa là những cái ca từ của bác Trịnh Công Sơn nữa. Nếu có thời gian em về em sẽ nghe lại cái bản này và em tập thêm. Sau này có thể đây sẽ là một cái bài tủ của em đi hát, thì Khánh Phương nghĩ rất là tuyệt vời. Chất giọng của em thì rất là dày, rất là vang và rất là có lửa. Ok, chúc mừng em. Xin cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Khánh Phương. Xin mời danh ca Ý Lan. Hai người giám khảo ngồi bên cạnh cô đã nói tất cả những điều mà chính cô cũng cảm nhận y hệt như vậy. Tiếng hát của Đức Thọ là một tiếng hát vang giống như là Khánh Phương nói, và rất là ăn micro và rõ ràng khi phát âm từng chữ. Điều này là một cái điều rất có lợi cho Đức Thọ. Tuy nhiên đúng là một bài hát nó như là một cuộc đời. Khi một người nhạc sĩ người ta sáng tác một bài hát, người ta có sự mở đầu rồi thân bài rồi kết luận. Cho nên là một cuộc đời nó phải đi qua từng giai đoạn. Cho nên mỗi một giai đoạn của nó, mình đưa đến cho người nghe có những cảm xúc khác nhau, thì nó là một thành công lớn cho người ca sĩ đã truyền tải được cảm giác và cảm xúc, không những là của riêng mình mà cho tất cả mọi người, và đặc biệt là của người nhạc sĩ. Thứ nhất là con mặc bộ đồ rất là đẹp, và bài hát mở màn chào sân cô hơi lo,
bởi vì con hăng hái quá, nó có những cái nốt mà nó không có được tròn vẹn. Nhưng bài hát này thật sự ra con hát rất là tròn vẹn, chỉ có cảm xúc là nó hơi bị dâng cao quá nhiều mà thôi. Cảm ơn con. Xin cảm ơn phần nhận xét của dân ca Ý Lan. Chúc mừng Đức Thọ với ca khúc Sống Về Đâu. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, ai cũng có những tuổi thơ của riêng mình. Và với nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì tuổi thơ ấy không chỉ là hình ảnh của con thuyền giấy, con đò ngang, của những đôi lứa hẹn hò nắm tay nhau trong những buổi chiều mưa, mà nó còn có cả hình ảnh của một con sông tuổi thơ. Nói như vậy bởi vì hầu hết thời gian của tuổi trẻ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã dành cho việc bôn ba từ Bắc vào Nam. Và khi thời bình quay trở về với quê hương, đứng trước dòng sông năm nào, ông đã cuộn trào những cảm xúc và viết nên ca khúc này. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị sẽ đến với ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ và cùng chào đón tiếng hát của Phạm Đồng, Diệu Ly. Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không xa. Làm đẹp thêm lòng quê yêu xa, vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang để thương đêm. Bye.
quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ với tiếng hát của Phạm Đồng Diệu Ly. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị giám khảo cùng với lại khán giả có mặt tại trường quay sẽ dành sự bình chọn cho Diệu Ly. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các giám khảo. Xin mời ca sĩ Khánh Phương. Những cái đoạn mà em lên cao, em ngưng cao dài, Khánh Phương có cảm thấy hơi kiểu lo lắng cho em. Ví dụ như Khánh Phương nói, nếu như là em một buổi biểu diễn bình thường á, thì ok, mình có thể chọn một cái tông nó hơi, đôi khi nó hơi gọi là thử cảm giác mạnh hoặc là phiêu một tí. Nhưng mà ý Khánh Phương nói là đôi khi đối với những cuộc thi như thế này á, cái việc em chọn bài, chọn cái tông nào thì Khánh Phương nghĩ là nó phải có một cái sự an toàn. Ví dụ như khả năng của em là 10 thì em chọn cái tông là 9 thôi. Khi nằm ở cái cao độ và cái cường lực của mình nó dư giả thì nghe nó vẫn sướng hơn, rã hơn và nó cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay chắc là em cũng có một chút vấn đề về sức khỏe, cho nên là cái nốt mà em lên cao thì Khánh Phương cảm giác như có vẻ hơi với, và nó cảm giác như nó không được đầy và nó không được căng như là bình thường của em. Hôm nay cũng có thể là một cái sự hạn chế của em khi mà em thể hiện ca khúc này. Tuy nhiên là về cái hồn, Khánh Phương lại cảm thấy rất là thích, bởi vì em hát bài này giống như đúng như là cái điều mà một cái người ca sĩ chuyên nghiệp người ta muốn nghe, đó là trong một bài hát nó có nhiều khung bậc cảm xúc và cho mình nhiều cái cảm giác thăng trầm, nó đỡ bị nhàm chán, nó không có bị đều từ đầu đến cuối. Đó là cách xử lý của em, nó có cái sự thông minh ở đây. Thì ngoài ra thì Khánh Phương nghĩ là một số chỗ em cần phát âm nó rõ chữ hơn một chút xíu nữa, tròn chữ hơn chút xíu nữa thì nó sẽ là rất hoàn hảo cho ca khúc này. Mà nhìn chung thì Khánh Phương cảm nhận được một cái màu sắc rất là mới khi mà em hát bài hát này, Khánh Phương rất là thích. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn đàn ca sĩ Khánh Phương. Xin mời dân cô Ý Lan, mời cô. Những cái nốt rất là nhỏ, còn muốn đưa cái biểu cảm nhẹ nhàng là cô hiểu được là con có những cung bậc cảm xúc khác nhau, là có lúc nhẹ nhàng, có lúc cao trào, có lúc mạnh mẽ. Nhưng sự thật phát âm của con không rõ, cho nên cô không biết phải định nghĩa về tiếng hát của con như thế nào, ngoại trừ là cô cảm nhận được là con làm đúng một cái điều mà một người ca sĩ giống như là Khánh Phương nói, cần phải thể hiện một bài hát nó có từng giai đoạn của nó, và con đã làm được điều đó. Xin cảm ơn dành cho Ý Lan. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, mời anh. Diệu Ly thân mến, thật sự hôm nay đúng là giọng em cũng có vấn đề về sức khỏe đó, cho nên nghe từ đầu tới cuối anh lo. Cảm thấy lo lắng cho em đó. Giảm tí xíu nửa tông nữa thì có lẽ rằng an toàn hơn, nhưng cái đoạn đầu thì nó sẽ bị thấp, nó sẽ bị mờ. Thì lúc đó em lại bị một mắc phải cái sai lầm là hát không rõ lời. Cho nên anh biết cái ngưỡng tông của bài này cũng khó đúng không? Nếu mà mình hạ thì đoạn đầu nó mờ, quãng hơi rộng đúng không? Nhưng mà đúng rồi, bài này là một cái bài quãng rất là rộng, cung bậc cảm xúc bài hát này nó rất là khó, cái giai điệu nó đi rất là trúc trắc. Dù bài hát hay nhưng mà hát được bài hát này cho hay rất là khó. Cho nên á, lúc mà em hát bài hát này á, anh rất là lo, tại vì nó lên nó xuống. Nhưng mà em đưa vô cái đoạn ở giữa, tức là cái đoạn đó gọi là cái đoạn coda, thì nó hấp dẫn vô cùng, nó trẻ trung, nó làm mới cái bài. Cái ghi nhận của anh là em dám bản lĩnh hát một bài hát rất khó trong đêm hôm nay. Cảm ơn em. Cảm ơn anh với những chia sẻ của mình. Cảm ơn Ly rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Cố lên. Thưa quý vị, ca khúc tiếp theo là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của cố soạn giả Cao Văn Lầu khi ông viết để kể về chính cuộc đời của mình. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu lấy vợ được 3 năm, nhưng mà sau đó thì cả hai người không có con. Mà ngày xưa thì theo quan niệm của những cái hủ tục thì có nghĩa là tam niên vô tự bất thành thê, có nghĩa là nếu mà không sinh con được thì sẽ phạm vào những cái quy định của lễ giáo ngày đó và buộc gia đình bắt ông là phải trả vợ về. Nhưng ông đã gửi nhờ vợ đến một gia đình người quen để chăm sóc, với một cái hy vọng rằng rồi một ngày nào đó hai người có con thì sẽ có thể thay đổi được tình hình. Và trong những cái ngày mà xa vợ như thế, trong những cái đêm đông cô phòng, thì ông đã dùng cây đàn để nắn nót viết nên những giai điệu của ca khúc mà sau này nó là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất trong cái cuộc đời sự nghiệp của ông. Mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với ca khúc Dạ Cổ Hoài Lan, và mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Thái Chi.
giàu ra luôn trong tình nhàn năm canh vừa đến với câu chuyện của một người phụ nữ chờ chồng của mình và cam chịu nỗi biệt ly qua một sáng tác của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, ca khúc Dạ Cổ Hoài Lan với phần thể hiện của Thái Chi. Và chúng tôi xin mời ban vị giám khảo cùng với quý vị khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta sẽ bình chọn cho tiết mục này. Thời gian bắt đầu. Rất nhiều vừa rồi quý vị đã nghe rất là nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời chia sẻ của danh ca Y Lan, mời cô.
Cô nghe đến tâm sự của một người phụ nữ mà không sinh được con đó, cô thật sự cô nghĩ nó là một điều rất đáng thương và rất thật. Bởi vì cô là mẹ của 6 người con, cho nên cô hiểu một điều là đó là một cái niềm hạnh phúc vô biên. Và không một người phụ nữ nào đến với đời sống này mà không ao ước là mình sẽ được làm mẹ ít nhất một lần. Bài hát này là một bài hát rất cảm động. Cô nghe rõ từng chữ một Thái Chi hát, và cái điều đó nó đã đưa vào lòng cô biết bao nhiêu cảm xúc. Và cô còn nhìn thấy cách Thái Chi diễn đạt có rất nhiều cảm xúc, đau khổ, cô đơn, rồi trách móc nữa, số phận của mình. Cô nghĩ rằng đây là một bài hát mà Thái Chi đã thành công trong bài hát này. Tuy nhiên mà Thái Chi giữ cho cái sức khỏe và cái hơi mà nó được đầy hơn nữa. Tại vì bài hát này nó cần phải có đầy hơi để mà những cái ngân nga ở nốt cuối của mỗi câu đó nó mang đến tình cảm tràn đầy hơn nữa. Cô có thể chỉ cho con một chút xíu cái kỹ thuật để mà con giữ làn hơi. Hơi của một người ca sĩ hát như cô thì cô lấy hơi từ bụng. Trước khi cô hát là cô sẽ hóp cái bụng của cô vào. Cô hóp chặt bụng vào rồi cô lấy hơi. Cô giữ lại ở cái bụng của cô, rồi cô bắt đầu cô hát nốt đầu tiên. Một dài mấy con cũng làm được. Tức là con giữ cái hơi đó để mà con dùng cái hơi đó, con thả cái nốt của con ra. Thì cái đó là một cách mà cô nghĩ rằng là trước khi mà con hết cái nốt cuối cùng, con hãy lấy hơi thật khéo để mà con dùng cái hơi đó để con giữ cái nốt của con cho được dài và đầy hơn. Dạ, con cảm ơn cô. Về nhà con sẽ tập liền. Dạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của danh ca Ý Lan. Và xin mời chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Thật sự á, cái đuôi á, mỗi cái đoạn hát của em á, nó bị ngắn quá. Tức là cái đó là cái cách nghe không quen của những người hát dân ca miền Tây Nam Bộ. Chúng ta phải hát dài hơn nữa thì chúng ta phải có đủ hơi. Cho nên em phải luyện thêm cái phần đuôi. Thứ hai nữa, biết rằng cái bài này là cái bài khắc khoải chờ chồng trong mong, người xa không quay về. Nhưng mà đừng có, tất nhiên là mình phải có sự hy vọng, phải có năng lượng tí xíu thì người ấy mới về. Em bị là buồn từ đầu đến cuối, giống như là chắc cho đi luôn. Cái kiểu người ta cảm nhận hát, ôi trời buồn quá buồn, không biết ông này đi có về không. Cái tinh thần em hiểu không? Ví dụ mình hy vọng người đó về, sẽ trong mong một ngày nào đó chiến thắng, ông sẽ quay lại về, ông về đoàn tụ, chứ không phải thôi xong rồi. Khi người ca sĩ đứng trên sân khấu á, mình hát dù bài buồn thê thảm, buồn tê tái, buồn rã rời, vẫn nghiêng cười. Không phải nghiêng cười mà trong cái tinh thần mình vẫn có một cái khí thế, một cái động lực nào đó, hy vọng để mình truyền cảm xúc cho khán giả chứ. Lẽ nào mình hát một cái bài Boston hay là một cái bài buồn rồi khán giả đi ngủ luôn, là mình giết chính tiếng hát mình luôn. Cho nên cái tinh thần hát nó quan trọng lắm. Cảm ơn Thái Chi. Dạ, em cảm ơn Việt. Cảm ơn phần chia sẻ về kỹ thuật thanh nhạc của danh ca Ý Lan và kỹ năng diễn xuất của anh Vũ Quốc Việt. Và bây giờ xin mời chia sẻ của ca sĩ Khánh Phương. Khánh Phương lại cảm thấy là cái biểu đạt của em nó rất hợp với cái bài này. Cái cách em biểu hiện là nó buồn bã, nó đau khổ. Thì khi mà Khánh Phương nhìn khuôn mặt của em và nghe tiếng hát của em thì, và cộng với cái ca khúc này nữa, nội dung ca khúc này, thì tự nhiên Khánh Phương có đâu đó cảm thấy có cái sự xúc động ở đây. Đó, giống như là anh đồng cảm với em á. Khánh Phương cảm thấy là em đã chọn cái bài này rất là thông minh á. Thực ra thì nếu mà so về cái chất giọng của em á, giọng em có thể là không sáng bằng bạn Diệu Ly, không vang bằng bạn Đức Thọ, đúng không ạ? Đức Thọ. Nhưng mà em biết chọn một cái bài để mà em che được những cái yếu điểm của mình đi, và em có thể show diễn được những cái điểm mạnh của mình trong cái chất giọng của mình. Đó là cái sự thông minh của người ca sĩ. Cho nên đó là lý do là anh cho em điểm tuyệt đối trong ca khúc này. Xin được cảm ơn chia sẻ của ba vị giám khảo của chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng Thái Chi và mời em lắng lại sân khấu cho phần công bố kết quả. Xin mời quay trở lại Phạm Độc Diệu Ly cùng với Đức Thọ. Xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của ba giọng hát với những cái cảm xúc của mình cho chủ đề ngày hôm nay. Đó là tiếng hát của Đức Thọ, Phạm Đồng Diệu Ly và Thái Chi.
Và ngay lúc này đây thì sẽ chỉ có một gương mặt duy nhất có số điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo, dựa theo số điểm của ban giám khảo cùng với quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Và hiện giờ thì chúng tôi xin phép được công bố theo thứ tự ngẫu nhiên của những số điểm như sau. Ở vị trí thứ 3 là 36 điểm. Ở vị trí thứ 2, 36,9 điểm. Và ở vị trí cao nhất, 37,2 điểm. Điều đó có nghĩa là gương mặt ở vị trí thứ nhất và thứ hai chỉ cách nhau có 0,3 điểm. Điều đó có nghĩa là 0,3 điểm sẽ giúp cho một người đi tiếp và một người đi về. Vâng. Tuy nhiên, đi về ở đây vẫn sẽ có một cơ hội cho hai bạn còn lại nếu các bạn giành được chiếc vé trong vòng sing-off, có nghĩa là vòng lội ngược dòng. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của gương mặt đầu tiên sẽ chia tay với chúng ta 36 điểm. Đó chính là... Diệu Ly. Rất tiếc chúng ta sẽ phải chia tay Diệu Ly ở đây. Chỉ còn có hai gương mặt đó là Đức Thọ và Thái Chi. Đây là hai giọng hát thể hiện rất tốt và đúng phong độ của mình trong đêm nay. Và gương mặt tiếp theo sẽ chia tay chúng ta với số điểm 36,9 điểm. Đó chính là... Thưa quý vị, như vậy là Đức Thọ và Diệu Ly sẽ có một cơ hội cuối cùng nữa ở vòng sing-off. Thì chúng tôi chia sẻ đôi điều với lại Diệu Ly nha. Anh thấy được ánh mắt rất là đầy xúc động của em. Em sẽ đi tiếp vào vòng trong. Quan trọng là mình chọn bài như thế nào ha. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng gương mặt duy nhất đã giành chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Đó chính là Thái Chi với 37,2 điểm. Xin chúc mừng bạn. Quý vị thân mến, vào đêm nay thì những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca quê hương đã chạm đến trái tim của chúng ta, bởi mỗi một người dù đi đâu về đâu cũng sẽ có một tình yêu nhất định đối với quê hương, sẽ có những cảm xúc nhất định với những người mình yêu thương. Chúng tôi hy vọng rằng những ca khúc này cũng là một phần không thể thiếu của chương trình Người Hát Tình Ca năm nay mùa thứ 7. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn đến ba vị giám khảo của chương trình. Xin cảm ơn Danh Ca Ý Là. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin được cảm ơn ca sĩ Khánh Phương. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình Người Hát Tình Ca, xin hãy đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Pictures thực hiện. Tôi là Nguyên Khang. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Tuần sau, chúng ta sẽ đến với ba thí sinh tiếp theo. Đó là Hiền Ngân, Châu Ngọc Hiếu, Bích Trâm. Bạn bè gặp nhau cứ hỏi, đã lâu không còn trông thấy em tươi nụ cười. Có em trong lòng tim của anh, có em sâu vào tận trí nhớ. Để anh được yêu như thiêu như đốt tia mây đến tận cùng. Ơi, hãy mang theo em đi với kín nhà, khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau. Ai sẽ giành chiếc vé trực tiếp bước vào đêm chung kết? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 12 chương trình Người Hát Tình Ca 2022 sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.